Phật tử đại Bồ Tát trụ tam muội này biết rõ vô số vô lượng vô biên vô đẳng bất khả số, bất khả sưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả tam muội hết thảy cảnh giới của mỗi tam muội đó rộng lớn vô lượng ở trong cảnh giới hoặc nhập hoặc khởi hoặc trụ hết thảy tướng trạng hết thảy thị hiện hết thảy hành xứ hết thảy đẳng lưu hết thảy tự tại hết thảy trừ diệt hết thảy xuất ly tất cả như vậy thảy đều thấy rõ phật tử ví như cung của vô nhiệt não đại long vương nơi ao a nậu đạt chảy ra bốn con sông lớn không đục không tạp chẳng có dơ bẩn quan sắc thanh tịnh giống như hư không Bốn mặt ao đó đều có một cửa sông, chảy ra một con sông, nơi cửa tượng khẩu, chảy ra sông Hằng Già, nơi cửa Sư Tử Khẩu, chảy ra sông Tư Đà, nơi cửa Nghiêu Khẩu, chảy ra sông Tín Độ, nơi cửa Mã Khẩu. Chảy ra sông Phược Xô, bốn ao lớn đó khi chảy ra, thì cửa sông Hàng Già chảy ra cát bạc, cửa sông Tư Đà chảy ra cát kim cương, cửa sông Tín Độ chảy ra cát vàng cửa sông Phược Xô Sô, chảy ra cát lưu ly, li. cửa sông Hằng Già màu bạc trắng, cửa sông Tư Đà màu kim cương, cửa sông Tín Độ màu vàng thật, cửa sông Phược Xô Sô, màu lưu ly. Li. Mỗi cửa sông rộng một do tuần, nước bốn con sông lớn đó đều chảy quanh ao A Nậu Đạt bảy vòng, rồi theo phương diện mà chảy ra bốn hướng nổi sóng cuồn cuộn rồi chảy vào biển. Ở giữa bốn con sông đó đều có báu trời làm thành hoa yêu bát la, hoa ba đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi. Những hoa đó tỏa ra hương thơm ngào ngạt, kỳ lạ, sắc đẹp, thanh tịnh, đủ thứ lá hoa, đủ thứ đài nhụy, đều bằng các báu, tự nhiên chiếu rực rỡ, đều thành quang minh, chiếu hiện với nhau. Ao vô nhiệt đó, chu vi rộng lớn, năm mươi do tuần, cát bằng các thứ báu đẹp, dài khắp dưới đáy ao, có đủ thứ ma ni dùng để nghiêm sức, vô lượng báu đẹp trang nghiêm bờ ao, hương thơm chiên đàn, tỏa khắp trong ao. Hoa yêu bát la, hoa ba đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi và các hoa báu khác đều đầy khắp. Gió nhẹ thổi động, hương thơm tỏa xa, rừng hoa cây báu bầy khắp chung quanh ao. Khi mặt trời mọc lên, ánh sáng chiếu khắp, trong ngoài sông ao tất cả các vật chiếu sáng lẫn nhau thành lưới quang minh các vật như vậy hoặc xa hoặc gần hoặc cao hoặc thấp hoặc rộng hoặc hẹp hoặc thô hoặc tế cho đến rất nhỏ như hạt cát hạt bụi đều là báu đẹp quang minh chiếu sáng. Tất cả các vật đều hiện bóng mặt trời. Các vật đó cũng chuyển động hiện bóng lẫn nhau. Các bóng như vậy chẳng tăng chẳng giảm, chẳng hợp chẳng tan, đều như bản chất mà được thấy rõ. Phật tử như ao vô nhiệt, nơi bốn cửa chảy ra bốn con sông rồi nhập vào biển. Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Từ bốn biện tài chảy ra các hạnh, rốt giáo nhập vào biển nhất thiết trí.